tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho phần dự thi của các công nhân độ tuổi từ 51 trở lên đã hoàn thành xong phần dự thi áo dài tuyển chọn của mình. Xin cảm ơn các công nhân. Chúng ta hãy cùng bước về sân khấu chào đón phần dự thi của các phu nhân độ tuổi từ 35 đến 50 với phần dự thi áo dài tuyển chọn. Và xin mời quý vị hãy cùng chào đón top các phu nhân tiếp theo độ tuổi 35 đến 50 trong phần thi áo dài tuyển chọn. Chúng ta cùng chào đón phần dự thi
của phu nhân mang số báo danh 12, Tú Anh Dietan, 41 tuổi. Ánh Tuyết, 42 tuổi. Vâng ạ, rất là vui khi được quay trở lại. Và sau đây xin gửi tới cô chú anh chị và các bạn ca khúc Họa Đi Tóc Đầu với một phiên bản rất là mới ạ. Mọi người có thể cùng nhau được không ạ? Chỉ kể rằng ngày xưa có một khu rừng nhỏ thiệt là đẹp, chim đẹp, hoa đẹp, bướm cũng đẹp. Nhưng mà đặc biệt nhất vẫn chính là con chim họa mi hót trên bầu trời xanh. Nó đi lân quanh để đất chào ngày mới. Nó tới những khu vườn đẹp như mộng như mơ, rồi sẽ lại ngây thơ vô vơ với mong chờ. Yeah.
43 tuổi.